Xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là tên Nguyễn Đình Long, hiện công tác tại phòng kinh doanh của công ty Tô Hình Việt Nam. Thế còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hòa Hiệp, năm nay em 32 tuổi, hiện em đang làm thông dịch viên tiếng Nhật kiêm luôn thư ký tổng giám đốc. Wow, Long và Hiệp. Muốn học tiếng Nhật thì học ở đâu? Em có dạy không? Dạ. Chị sắp đi qua bên Nhật với em. Dạ, tại vì em du học ở Nhật được 5 năm ạ. Thế em biết chương trình Vợ Chồng Son này là... là của Nhật. Của Nhật. Đúng rồi. Đúng không? Cho nên sau khi em có gia đình là em quyết định em kêu em với anh đi thi. Lúc cổ học ở bển á, là lúc là đó mình... biết cái chương trình đó. Dạ đúng rồi. Biết ở bên Nhật thôi, còn mình chưa làm. Chưa. Dạ đúng rồi. Thế nên là Shinkansan đi rất sai. Shinkansan đi rất sai. Dạ đúng rồi. Rồi, Long với Hiệp á, là quen nhau là từ lúc nào? Dạ, quen nhau cách đây cũng được 4 năm rồi anh. Nói chung là quen nhau cũng rất là tình cờ. Em làm thông dịch viên mà. Thì cái hôm đó là có cái hội chợ triển lãm về môi trường á. Thì chồng em là người trong cái hội chợ đó, ảnh là làm về bên môi trường. Đúng rồi, môi trường. Còn em chỉ là người đi làm thêm thôi. Thì lúc đó em đang phát tờ rơi trong chương trình, thì chồng em đi ngang qua, thấy em cái tự nhiên cẩn đứng lại, cái lùi lại, lại xin tờ rơi của em. Trời ơi. Anh vô anh chào, anh hỏi cho mình nghe cái giọng mình á. Ủa, anh là người Nha Trang hả? Em nói, ủa, sao em biết hay vậy? Nói, nghe giọng thấy biết liền chứ có gì đâu. Rồi thì ảnh mới mong men làm quen em. Em cho anh xin số điện thoại đi. Trời ơi. Thì em mới kêu chứ, em không có sử dụng điện thoại. Anh nói chứ, làm gì mà không có sử dụng điện thoại. Em nói, nhưng mà giờ em không có. Anh mới lấy danh thiếp ra anh đưa cho em. Cái gì nhắn tin cho anh nha. Đó, thì em cũng cầm. Rồi em cũng mất đồng mất tiền, em cũng không để ý luôn. Thật sự thì lúc đầu em không có hề có ấn tượng gì với chồng em hết trơn á. Thì đến ngày cuối cùng của hội chợ, lại chạy qua tiếp. Kêu chứ, ôi anh mỏi chân quá cho anh ngồi tí đi. Em nói chứ, anh có mỏi chân thiệt không? Em nói, thiệt mà cho anh ngồi tí xíu đi. Rồi sau mới kêu là, ủa mà em đang làm ở đâu vậy? Thì em mới nói là, em đi làm trên quận nhất á, em làm gần nhà thờ Đức Bà. Ủa anh cũng làm gần đó luôn. Rồi ông thả rồi đó. Không mà thật sự là chồng em làm gần đó thiệt. Thì thôi em cho anh số điện thoại đi, để khi nào buổi trưa trưa anh mời em đi ăn cơm uống cà phê này đòi này kia. Lúc đầu em cũng, ông này sao mà sổ sàng quá vậy trời, em cũng không có muốn cho, nhưng mà cứ ngồi nói hoài, thôi hai mình cùng quê, mình cho số điện thoại cái gì về nhà có gì anh em cùng quê đồng hương ăn uống nói chuyện này kia nó cũng vui mà. Mình cũng thấy thì thôi có thêm người bạn cũng đâu có sao đâu. Thì em lúc đó em mới cho số điện thoại, lúc đó mới chịu đi về. Thì từ lúc đó cho đi là mới bắt đầu tán tỉnh. Chồng nghe coi như thỏa mãn dễ sợ. Dạ. Nhưng mà lúc mà em nhìn cô đứng phát tờ rơi là em đã kết cô này rồi đúng không? Không, lúc đầu em cũng không để ý đâu. Tại vì trong cái hội chợ đó có những cái gian hàng của các nước khác nhau. Thì chỉ là giờ em làm bên khu của người Nhật, Thì em đi qua thì chúng có mục đích là em đi xem cái công nghệ mới. Thì em đi qua thì em tự nhiên em thấy ai nhưng mà nhìn cảm giác rất là quen quen, em khựng lại, em đánh số dê, lại em lùi lại. Em cảm nhận như gặp ở đâu đó nhưng mà không nhớ ra. Gặp trong tiền kiếp hay sao? Dạ. Em thấy cô này dễ thương quá, em thích. Lúc đó mới là dạ. Cảm nhận là cái đó là cái tình cảm đúng không? Khi mà em lấy được cái số điện thoại của bạn này rồi á, em có lên kế hoạch tấn công không? Đó, em tấn công dùng dập luôn chứ. Dùng dập đúng không? Bởi vậy. Tấn công mà. Tấn công mà em muốn sập luôn hộ luôn. Dạ, dạ. Tấn công trong bao lâu? Tấn công bao lâu thì cô này là dính. Năm sáu tháng vậy đó. Tại vì nhà em ở chung cư bên quận 8 á, là sáng em phải từ quận 8 em chạy qua bên Tân Phú. Vợ em ở bên đó, em chở đi ăn sáng xong đi làm. Ở khi trưa thì đi ăn trưa, xong chiều xong rồi 8 giờ 9 giờ xong đi ăn tối xong em chở về lại Tân Phú xong về lại quận 8. Trời ơi rồng rã, liên tục ngày nào cũng vậy. Trời ơi, em mới lại. Thì tại vì em cũng thấy được điều đó chứ thực sự là em lúc đầu em cũng có ấn tượng gì với chồng em mà em nói ôi mà thấy chồng em kiên trì quá. Mà không phải chỉ một mình em, tán luôn cả gia đình của em luôn. Vậy hả? Mới qua nhà em là đã tán ông anh rể của em trước rồi. Thì lúc đó thì quen nhau cũng được gần nửa tháng á, thì em nói là em về nhà sinh nhật của mẹ em thì cũng chạy theo về, anh cũng về đi về hả? Dạ. Cho anh ghé nhà chơi một bữa. Em nói không, chưa có gì hết mà dắt về nhà làm gì. Nhưng mà một hai là đi vô tự động vô nhà em chào hỏi nhà em luôn. Ở nhà em quá
bất ngờ đó. Ủa ở đâu đây, em đâu có nói gì với nhà em là em đang quen ai đâu. Mà phụ huynh thấy ảnh có thích. Nói chung là lúc quen lúc đó em cũng 28 rồi, thì má em cũng hối dục rồi. Thì gia đình cũng chào đón, nói chung là cũng rất là nồng hậu. Nói chung là trơn tru, không có vấn đề gì hết. Dạ, dạ. Lợi quá rồi đúng không? Và chuyện gì tới phải tới, có nghĩa là sau đó là đám cưới. Bao lâu thì đám cưới? Quen nhau được 1 năm rưỡi thì 2 đêm đám cưới. Thì sau khi cưới nhau về thì có tính xấu, có gì lòi ra không? Có bị vỡ òa về nhau không? Chồng em rất là ga lăng. Ga lăng sao là tính xấu? Không phải, ga lăng một mình không thì mình không nói với tất cả các bạn gái luôn. À, ga lăng với bà hàng xóm luôn đúng không? À, nói chung là trong một bàn ăn này kia là gấp đồ ăn cho bạn gái kia trước rồi gấp cho mình sau cùng. Thường là lúc nào mình cũng phải ưu tiên cho bạn gái mình hoặc là vợ mình trước. Cái đằng này chồng em thì ưu tiên cho người ta trước rồi vợ mình sau cùng. À, nhưng mà sẽ có những bà vợ lại thích ông chồng vậy. Nhưng mà không ai thích hết ông ơi. Không em ơi, sợ quá đó, không chụp mũ. Chụp mũ ở đâu ra? Không có đâu. Đàn ông là phải ga lăng. Không, ga lăng. Ga lăng á là phải đầu tiên là vợ. Nhưng mà hồi lúc mà cua em nó không có ga lăng không? Dạ có. Lúc mà cua em là coi như em như là một nữ hoàng vậy. Bởi vì bây giờ làm vợ thì phải đi sau thôi. Đâu ra, ở đâu ra? Thấy không? Rồi sao? Khó chịu với đó. Mà em có nói không? Khó chịu em phải nói liền. Có chứ. Nói nhưng mà cái này là cái bản tính rồi. Cho nên là bây giờ em cũng quen với cái việc đó rồi. Nhiều khi anh ga lăng, em cho anh ga lăng hay là anh có chọc cô nào qua kia em hùa cọc theo luôn. Trời ơi, em dễ dãi vậy. Không tại được. Vì bây giờ có sửa cũng sửa không được chị. Đâu thì cũng vẫn cái hành động ga lăng đó, chỉ có điều cái điểm xuất phát nó khác nhau thôi. Đúng không? Em trước. Bây giờ em ngồi bên đây, bạn của chồng em ngồi bên đây, chồng em ngồi giữa. Thay vì anh đi cái bên theo chiều kim đồng hồ, bây giờ bắt đi ngược chiều kim đồng hồ lại thôi. Dạ. Thì cũng vẫn giữ được bản chất ga lăng mà. Giờ mới nói nè, ông mà ga lăng kiểu đó, có ngày tôi về tôi xào lăng ông luôn á. Rồi còn cái gì nữa không? Chồng em thì chỉ có cái đó thôi, chứ còn tất cả mọi thứ thì chồng... Nhưng mà cái ga lăng nào của ảnh với bạn gái làm em khó chịu nhất? Có một cái cũng gần đây thôi nè, em rất là bực mình. Mình ở nhà có 2 vợ chồng với đứa con à. Thì tối em cũng đi làm, em cố gắng tranh thủ về sớm, em cũng lo cơm nước này kia. Nói chung nấu cơm thì em cũng không biết nấu, em chỉ chuẩn bị để chồng về nấu thôi. Em chỉ chuẩn bị. Đó giờ mới lòi ra từ từ đó. Yên tâm, chị cũng sẽ đứng về phía em yên tâm đi. Đó là lòi á. Không thì em cũng đi chợ, em rửa ráy rồi này kia xong xuôi hết, em để đó đợi chồng về nấu. Thì có hôm tình cờ em đọc được tin nhắn, nhắn tin cho cô khác rủ đi ăn ốc. Mình nói mình ở nhà mình lo cho con, lo cho ăn uống như thế này thì kỳ rủ cô khác đi ăn ốc. Thế thì em mới tức. Em nói chứ tại sao lại rủ đi ăn ốc? Thì chồng kêu đó là đối tác làm ăn thì anh rủ đi ăn thôi chứ có gì đâu mà phải ghen. Em mới nói là hả, cô này là biết từ lúc trước khi cưới cho tới bây giờ luôn nè. Chứ không phải là mới đây đâu. Mỗi lần đi đâu về cũng mua quà cho cái cô này. Em biết luôn. Em biết luôn. Tại vì thực sự cô đó là đối đáp tầm ăn thiệt chứ không phải là bạn hình này kia. Nhưng mà em nói tại sao lại như vậy. Em mới tức. Em có thích ăn ốc không? Em cũng thích ăn ốc chứ. Thì sao không rủ vợ đi ăn ốc chứ? Thì đó em mới bực mình, tại sao không rủ em đi với em. Chứ tỷ dụ như hôm đó mà anh rủ đi ăn cái khác em có tức không? Cái khác em cũng tức. Tức luôn. Tại vì rủ người khác, con người khác phái đi ăn là em phải tức rồi. Tại sao chị hỏi vậy? Có nghĩa là vợ em tức không phải vì em rủ đi ăn ốc, mà là vì em rủ cái cô đó đi ăn. Nói tóm lại là như vậy. Bất cứ một cái món nào mà con gái á, là thường mấy ông mà đang cua hay là cái nọ là thường hay rủ đi ăn ốc lắm. Tại vì quá bà nào cũng thích ăn ốc hết trơn. Trời ơi, tôi sao tôi cũng ngủ người ta đi ăn ốc nhiều mà tôi đâu biết đâu. Mà tôi thích nhất là đi ăn ốc dừa á, ngồi để được con một. Sao anh nghĩ sao em rồi ốc, sao rồi cuối vợ anh đi luôn. Rồi cuối cùng sao, cuối cùng giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cũng cứ nói là do là đối tác làm ăn thôi, đi ăn ốc rồi dưới bàn quan thiên hạ cũng đâu có cái gì đâu mà phải ghen dữ dằn như vậy. Ảnh không có gì hết, lúc nào cũng vợ con là trên hết. Là anh nói với em như vậy. Dạ. Sao sao em không rủ đi uống một cái gì đó mà em lại rủ đi ăn ốc? Rủ đi uống bia. Không, tại vì xưa em làm ngay chỗ hộn rùa có một cái quán ốc ở trên tầng thượng á, em đi ăn đó lần thấy ngon thì em cũng mời tới, thì chung là mình cũng cảm ơn người ta đó, công việc là thì làm ăn với nhau thì người ta giúp đỡ mình, có những cái này thì mình mời đi ăn ốc thì đi ăn bình thường thôi, chẳng có làm cái gì mà sai thì em chả cái gì sợ. Vậy thì vợ em là tính hay ghen, nhưng ghen lắm không, chị vậy chị cũng ghen em. Dạ. Chứ không phải vợ em đâu, chị vậy chị cũng ghen như thường. Bây giờ kinh nghiệm đi lần sau có ăn ốc nữa là rủ vợ theo ăn luôn. Đúng rồi, sau đó rủ vợ đi luôn. Nếu mà đi uống đi theo em trả tiền chịu không? Hả? Nếu mà em sẵn sàng trả tiền. Chứ cái gì nó rõ ràng. Dạ. Mà em mà không có ngại nữa, rủ anh đi với tại anh cũng ba ngốc. Dạ. Khoai ngốc dừa. Bây giờ này tới em đó. Chưa, đó. Chưa rồi. Còn tật xấu gì của chồng nữa không? Dạ không, thực sự là chỉ có cái đó thôi. Chỉ có cái ga lăng quá đáng đó thôi. Chồng em thì lo lắng cho vợ con rất là tốt.
rất là hoàn hảo, chăm từng ly từng tí, từ lúc mà quen cho tới lúc có bầu, rồi lúc mà em sinh em bé này kia là chồng em rất là hoàn hảo. Đến lúc mà em nằm trong bệnh viện mà mẹ em còn không lo, mà chồng em thức nguyên đêm để lo cho em. Không, mà cái lúc mà vợ còn sinh là lúc đó là mẹ vợ em vào thì cầm cho vô 2 kg ốc hương. Lúc mà mẹ vợ em vô thì vợ em vô phòng sinh rồi, thì mẹ vợ em thì ngồi nóng ruột rồi có sinh nữa, còn em ngồi em khay ốc em ăn đúng hết 2 kg á, thì vô em ra. Dạ, em nói không sinh ra, vừa sinh ra luôn. Ủa mà ăn trong bệnh viện hay sao? À, thì ăn trong bệnh viện á. Sao đâu, bệnh viện mà ông ăn ốc luôn hả? Ốc hương cũng sạch mà. Ốc hương mẹ vợ em hấp ngon lắm, chủ yếu là hấp cho con gái. Ai trong lúc đợi đó. Dạ, đợi, chủ yếu là hấp cho con gái ăn, rồi cuối cùng mà con gái vô sinh thì em ngồi ăn hết. Vậy em có kỷ niệm cái buổi ăn ốc đó, em đặt tên cho con em là ốc hương không? Rồi, vợ em thì sao? Cái tính xấu của vợ em là gì? Vợ em hay ghen, tại vì công việc của em là hay đi tiếp khách nhiều á. Cứ mà 10 lần hay như 10 là em đi nhậu vậy là ghen. Về mắt hầm lên vậy đó. Không nói chuyện, em vô tắm em liền giường ngủ luôn. Nhưng mà cái ghen của vợ em đó, cứ làm cho em khó chịu hay như khó nào? Khó chịu chứ. Như thế nào, ví dụ như em về em hỏi sao anh về, rồi em không hỏi anh rồi. Nhiều khi em nhậu say về em lục cơm em ăn á. Vợ em còn nói chứ, ông đi nhậu không đã, không giờ còn ăn cơm nữa. Nó nhiều khi là như vậy. Dạ. Một tuần là mấy lần? Vậy giờ cũng bớt rồi, chứ tuần chắc con 2-3 lần thôi. Chứ hồi đó là 7-8 lần. Lúc trước chưa cơm bé thè nhậu nhiều cũng có. Giờ chứ em hình bớt. Dung đi một tuần lễ có 7 ngày thôi. 7 ngày em đi nhậu về lèm bèm vậy, sức ai mà chịu nổi? Không, em nhậu về là em về nhà là em tắm rửa xong lên giường ngủ à, em không có nói. Em đi nhậu tới mấy giờ? 10 giờ là em về. Trời ơi. 10 giờ đó là rồi coi như là về xong ngủ luôn đó. Dạ. Ai không bực? Dạ. Đi nhậu một tuần lễ về 10 giờ, tắm leo lên giường ngủ làm luôn gì? Hỏi ai mà không bực, ai mà không ghen? Đúng không? Tắm xong leo ngủ rồi làm ăn gì nữa? Đúng không? Dạ đúng. Bực không? Bực chứ sao không bực? Bây giờ bớt rồi phải không? Giờ bớt rồi, giờ tuần 2 lần, 3 lần, có khi không có lần nào. Quá tốt rồi. Dạ. Rồi tới đâu? Chung về cũng tốt nhưng mà hạn chế, ví dụ hay cầu nhau quá, lần đi nhậu thì cầu nhau hoài. Một cái hai là bớt ghen, hay ghen linh tinh rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung quá. Đó là gì thôi, chứ nói chung là em vẫn yêu vợ em. Em vẫn yêu. Em vẫn yêu vợ em. Đó. Chứ nói gì. Đạo vợ yêu hả? Đó, vẫn mà, vẫn là đã rồi, bây giờ vẫn còn đó. Em giờ chị nói em nghe nè, mỗi người đổi chút xíu đi. Em á, cái ga lăng em giữ lại là tốt. Không phải ai cũng giữ được cái bản chất từ lúc yêu rồi xong tới lúc lấy đâu. Chỉ có điều là em chú ý chút xíu, em lo cho vợ em trước được, cái giữ cái thể diện, giữ cái tự ái cho vợ mình á. Thì chị thấy cái đó nó hay hơn rất là nhiều. Đó. Còn em đã biết tánh chồng em á, thì đi nhậu thì chắc là cũng là phải tiếp đối tác rồi, đúng không? Mà đã biết là chồng đi nhậu về nóng rồi. Nhưng mà thực sự mà nói á, em thử thay đổi chút xíu đi. Ví dụ chồng về á, bực thì bực nhưng mà xót, tại chị cũng như vậy rồi chị biết. Tại vì cái lúc đó họ không có biết gì đâu. Thì thành ra là thôi, đói thì thôi mình lo cho chồng mình ăn uống rồi nước chanh cho nó rã rượu, thậm chí là lau mặt, lau mũi các thứ. Dìu chồng lên giường. Chị cái đó chị nói thiệt, tại vì mình cũng xót. Đó thì em thử thay đổi đi, hai người thay đổi chút xíu cái đó thì chị thấy là tụi em sẽ rất là hạnh phúc. Chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ, cười đẹp như thế này và mãi mãi hạnh phúc. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên chúng ta là một voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm của Việt Honey như là mật ong, sữa ông chúa, nghệ viên mật ong. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình 6.000.000 đồng, áp dụng tại hệ thống của các thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà hết sức đặc biệt, nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ, đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Lần đầu tiên vợ chồng bạn hôn nhau là ở đâu? Trời ơi. Một, hai, ba, hôn nhau đâu? Ở
Cần Thơ, nhà chị vợ. Rồi xong. Ủa mà nhà chị vợ Cần Thơ hả? Hả? Trời ơi. Thì cũng vậy. Bên rồi, này lần đầu tiên hôn nhau ở đâu? Gần nhà vợ, cầu gần nhà. Rồi đúng rồi, xem mà em ơi. Như vậy mời hai cô dâu hãy nhìn mặt nhau. Nhìn nhau đi. Rồi bánh tù xì xong luôn. 1, 2, 3. Như vậy cặp vợ chồng của Long sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Màu gì? Em chọn màu em làm môi trường em mua màu xanh nha. Đó, màu xanh đó. Còn em, màu gì? Màu vàng. Ờ, em màu hồng luôn đi. Chị à, màu đỏ. Tôi màu hồng đi cho nó nam tính. À. Rồi. À. Thuận và chị Vân sẽ mở trước, hai cặp sẽ mở sau. Nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Và bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3. Như vậy, khán giả của tuần này chúng ta sẽ có một cơ hội nhận được phần quà của chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được sản xuất từ 100% cao su thiên nhiên. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân nêu ra. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng đầu tiên học chung với nhau từ năm lớp mấy? A lớp 7, B lớp 8 và C lớp 9. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? À, chương trình Vợ Chồng Son Hân Hạnh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Masthair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hàng tuần tối Chủ nhật lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7.